Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Yêu anh nếu em dám của tác giả Trái tim pha lê. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông vỗ vỗ bàn tay Minh An kêu cô đẩy mình đi. Minh An thương ba không muốn ông liên lụy nên gật đầu nhưng khi cô quay xe lăn đẩy đi thì bi long chắn đường hắn khinh khỉnh nhìn cô bàn tay của hắn đưa lên muốn chạm vào minh an nhưng cô né kịp chủ thượng cho tôi đi đi tại sao anh dám cản em cũng nói là chủ thượng huyền long anh là lão đại của x vốn dĩ không liên quan em muốn đi cũng được nhưng phải đi với anh cho dù có là x cũng không thể coi trời bằng vung được rừng nào cọp đó nhập ra tùy tục cô em nói hay lắm Để anh nói cho em biết Đây không phải địa bàn của anh thật Nhưng cũng không phải của Huyền Long Anh đừng có làm càn Xung quanh đây có rất nhiều thành viên AK Sân chơi của họ Phải theo luật của họ Cha cha mạnh miệng giữ Vậy em thử nhờ một tên AK nào đó Bảo vệ em thử xem Nói thật ít cũng thuộc AK Chuyện trong giang hồ thì chỉ giải quyết Theo luật giang hồ Trong dinh thự này Thay mặt cho AK anh chính là luật. Tôi nói để cho cô ấy đi. Tuấn Nghiêm gần từng tiếng. Ồ mày quát tao à? Sợ quá cơ. Tao có nói không cho em đi đâu. Nhưng phải đi với tao thế thôi. Mày lo cho Y Lan kia kìa. Đừng để tôi nói lại một lần nữa để cho cô ấy rời khỏi đây một mình. Không đấy, mày làm gì tao? Tuấn Nghiêm ngước nhìn Bi Long. Anh kéo tay áo vét lên cao, săn cổ tay áo sơ mi lên móc trong túi áo khoác ra một vòng tay ra đeo vào cổ tay minh an căng mắt ra nhìn cổ tay của anh đúng thật có vết sẹo đúng với giấc mơ của cô những hình ảnh tiếp tục nhảy múa khiến đầu minh an căng ra bên kia tuấn nghiêm chỉnh sửa lại phần tay áo chằm chằm đi về phía bi long mày sẽ không có cơ hội nghe lại lần thứ hai đâu tuấn nghiêm đối diện sát mặt với bi long thế mà hắn không sợ còn khinh khỉnh cười để xem thằng tàn phế như mày làm được gì. Hai người lao vào tấn công đối phương, người đứng đầu tổ chức X tất nhiên không tầm thường. Tuấn Nghiêm dùng karate, chủ yếu dồn sức mạnh ở chân, vì tay anh bị cắt gân không có lực mạnh như người khác, đó là lý do anh luôn đeo vòng tay phòng thủ. Vì lòng biết chuyện đó nên hắn cứ nhắm vào tay của Tuấn Nghiêm để tấn công anh. Minh An nhìn hai người quần thảo nhau, hình ảnh ba của hai tên côn đồ vây đánh hiện rõ một một. Cô ôm lấy đầu bình lắc lia lịa miệng không ngừng kêu. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Y Lan nãy giờ vẫn nhìn chừng chừng Minh An. Cô ta nghi Minh An chính là đứa bé gái năm đó bị nhốt chung với Tuấn Nghiêm. Nếu để anh biết thì cô sẽ mất trắng. Y Lan lặng lẽ rút con dao bên bắp đùi còn lại, chậm chậm đi tới chỗ Minh An. Mọi người đang tập trung vào Tuấn Nghiêm và Bi Long, đâu ai để ý Y Lan nhân cơ hội đó ả à, tiến sát minh an đưa dao lên cao ông đức hưng vô tình thấy ông hét lên minh an chạy đi lời nói của ba làm minh an sực tỉnh cô theo quán tính đứng lên tính bỏ chạy thì cây dao đã giáng xuống minh an dù bất ngờ nhưng phản xạ rất nhanh cô né người qua một bên cây dao sượt qua cánh tay minh an một đường dài máu tươm ra nhỏ từng giọt trên sàn ông đức hưng hốt hoảng nắm tay con Minh An con có sao không? Tại ba, tại ba hại con rồi. Ba, con không sao, chỉ sượt nhẹ thôi. Là ba cứu con mà. Minh An cố dặn cười, nhưng vừa cười liền ho sặc sụa, phun ra ngụm máu đen ngòm, ngã gục dưới chân xe lăn. Ông Hưng trợn mắt hét lên. Cô đã tẩm độc gì trên lưỡi dao hả? Tiếng hét của ông Đức Hưng làm Tuấn Nghiêm và Bi Long dừng đánh. Cả hai chạy đến chỗ của Minh An. Tuấn Nghiêm đỡ Minh An cho cô tựa vào tay mình Nắm tay cô đẩy lo lắng Mi Long nhìn biểu tình của Minh An Biết ngay cô bé bị trúng độc lá ngón Hắn quắc mắt nhìn y lan quát Em bị điên hả? Tại sao giết em ấy? Cậu mau nói cho tôi biết con bé trúng độc gì có thuốc giải không? Xin cậu Đây là độc lá ngón ở miền ngoài không có thuốc giải trừ khi Thế nào? Có thiền vũ Chỉ duy nhất ông ấy biết chế ra thuốc giải ngay cả thiên sơn cũng không biết công thức thiên vũ lão đại của a ca ba con không cần gì nữa chúng ta về thôi con muốn gặp mẹ lần cuối con mệt quá minh an không thèm nhìn tuấn nghiêm mà bi long thì thào tôi muốn về nhà với ba mẹ tôi được không bi long thở dài hắn không nói gì thêm quay mặt bỏ đi nơi khác xem như đồng ý minh an hít thở ngày càng mệt mặt cô tái hẳn đi ông đức hưng đau lòng nhìn con khóc không thành tiếng ông gieo nghiệt gì mà phải đầu bạc tiễn đầu xanh tận ba lần hai đứa con ruột của ông đã đi bây giờ tới minh an cũng sắp rời bỏ ông sao ông ngửa mặt lên trời hít ngụm không khí tang thương quay sang nhìn tuấn nghiêm anh mau gọi cho thiên vũ tôi muốn nói chuyện với ông ta được con gọi ngay Thiên Vũ bên ngoài sinh thử nhanh chóng bắt máy, ông Đức Hưng không có thời gian trình bày nhiều, nên ông chụp điện thoại nói ngay. Thiên Vũ, tôi đang giữ con gái của ông, ông mau cứu con bé đi. Thiên Vũ kinh ngạc đứng phát dậy, vừa cầm điện thoại vừa đi vào sảnh đường, đám người ít muốn ngăn cản nhưng bị lòng quát lên, đẩy ông ấy vào. Thiên Vũ giặt đám đông qua một bên, đi nhanh tới chỗ Thiên An, bắt mạch cổ Minh An đáy mắt nâu trầm lay động ông nhìn Đức Hưng. Trong sợi dây chuyền của con bé, luôn có một viên thuốc con nhộng ông có đem theo không? Có, tôi luôn giữ sợi dây đó bên người. Ông Đức Hưng run run tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống trao cho Thiền Vũ. Thiền Vũ nhận lại sợi dây chuyền gật gù, rồi nhìn tới Minh An. Nét mặt thay đổi rõ ràng thêm vài phần xúc động, đáy mắt nâu trầm cũng ra giết yêu thương. Thiên Vũ bóp mạnh phần mặt dây chuyền, lấy viên thuốc bên trong ra, mở hai đầu rắc vào miệng Minh An. Minh An từ khi nhìn thấy Thiên Vũ, trong cô trào dâng một loại cảm xúc mãnh liệt của tình phụ tử. Đôi mắt nâu này, dáng người này, gương mặt này đúng thật là người cha đã hy sinh cả mạng sống, bảo vệ cô trong giấc mơ đây mà. Minh An nhoèn miệng cười, cố nuốt chất bột trắng khổ khóc, dù mỗi lần nuốt là mỗi lần ho muốn bể cả phổi. Máu trào ngược lên lại phải cố nuốt xuống vì đã ngấm thuốc ở miệng. Thiên Vũ dù có cứng rắn đến đâu, nhìn con gái như vậy ông thật sự đau xót. Giọt lệ dâng đầy trong đôi mắt nâu trầm của ông. Thiên Vũ nhẹ nhàng nói. Sáng lên con gái, sáng nuốt vì ba, sáng thở vì mẹ. Mình ăn ngước ngước, hai tay ôm lấy lồng ngực hít thở, nuốt từng ngụm nhỏ máu hỏa thuốc. Nhìn cảnh trước mặt, tất cả mọi người chứng kiến đều chạnh lòng đến rơi nước mắt. Lời nói của Thiên Vũ tuy nhẹ nhàng nhưng đã chạm đến trái tim người nghe. Lạ thay dù có là giang hồ đi nữa, họ cũng có con cái thì cũng sẽ có tình cảm, át hẳn cũng sẽ đau lòng. Thiên Vũ quay sang Đức Hưng hỏi thẳng, ông đã tẩy não con bé phải không? Tôi, tôi chỉ nhờ người thôi miên xóa ký ức không có tẩy não. Mục đích, vì tôi muốn con bé làm con gái của mình Thuốc này chỉ có thể giải độc trong nhất thời, muốn chị triệt để độc lá ngón cần phải có thuốc khác. Nhưng nếu chị hết độc, mạch máu được khai thông, con bé sẽ nhớ ra mình là ai. Ông không thể làm ba của nó nữa. Khi tôi chấp nhận gọi ông thì tôi đã biết sẽ phải trả lại con gái cho ông. Tôi không xứng đáng làm ba của con bé. Tôi không bảo vệ được con gái của mình. Nhưng khi con bé nhớ lại, tôi sẽ xóa hết ký ức về ông. Thiên Vũ tôi một khi ra tay thì sẽ gọi là tẩy não, tẩy thực sự. Ông vẫn chấp nhận. Chỉ cần con bình an, không nhận cha mẹ cũng được. Vì vốn dĩ lá phải dụng về cội. Từ trước tôi luôn dạy con, chỉ cần khép mình một chút, nhường nhịn một chút sẽ không sao. Nhưng bây giờ tôi thấy được trong cuộc sống này, kẻ yếu luôn thua thiệt. Nó nhiều lần bị người ta trả đạp. Tôi thân làm ba, chỉ có thể đứng ngó. Đức Hưng thân gả tre, làm sao bảo vệ được phượng hoàng tôi không nên ích kỷ giữ con cho riêng mình thì con bé đâu ra nông nỗi phượng hoàng phải đậu trên cảnh cao xứng tầm với nó đáy mắt thiền vũ thoáng lay động ông vỗ vỗ vai đức hưng đứng lên quét mắt một vòng ánh nhìn rét lạnh dừng trên người y lan cô là người muốn giết con tôi con không biết minh an là con gái bác con con xin lỗi ngay cả con bé không phải là con gái của tôi Cô cũng không xứng nói lời xin lỗi với nó Thân người thiên vũ thẳng tắp Cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo áp người Tất cả mọi người có mặt ở đó Bắt đầu run rẩy Họ nghe nhiều về ông Nhưng lần đầu tiên trông thấy người thật việc thật Tuy đã ngoài 60 Nhưng thần thái vẫn đỉnh như năm xưa Trong lòng mỗi người đều hy vọng Đây là quý khang Nếu thật là nhân cách thiên vũ Thì xác định hôm nay Sẽ có một trận mưa tành gió máu Thiên Vũ chậm chậm tiến về phía Y Lan, chỉ bằng một tay bóp cổ cô ta đến tím tái, Tuấn Nghiêm vội la lên. Bác Vũ xin người nhẹ tay, cô ấy đang mang thai. Mẹ đã không tốt, đứa bé sinh ra cũng là phường tạp chủng, nếu không diệt hậu họa còn sẽ giống gia khiêm năm xưa thả hổ về rừng, cuối cùng là hại bản thân. Nhưng đứa bé đó là con của con, còn sót con của con, còn con của ta thì sao? Thiên Vũ dùng tông thấp, âm thanh lặng lẽo vô hồn khiến người nghe sởn gai ốc. Lực đạo nơi bàn tay cũng thêm sức hủy diệt Y Lan. Vi Long thấy Y Lan sắp bị bóp chết. Hắn nhào tới, dùng tay không chặt vào tay Thiên Vũ. Thiên Vũ giật lùi né qua một bên, khóe môi nhếch nhẹ. Tay ông cũng nhanh chóng thả Y Lan rơi tự do, ngã sóng xoài trên nền nhà. Cô ta ôm lấy cổ họng mình ho sạc sụa, cố gắng lấy lại hơi thở. Vi Long tiến lại đỡ Y Lan nhìn thẳng Thiên Vũ, thiên vũ thù mới nợ cũ nên giải quyết một lần cho xong có sao một tên nhãi xứng có thù với thiên vũ tôi đúng một tên vô danh thì không xứng với thiên vũ ông nhưng lão đại của ích thì xứng tốt muốn tính nợ gì nói ngay thử năm đó ở sapa ông đã ép chết ông nội của tôi ông cường cướp luôn tổ chức hôm nay đến lúc hoàn trả tổ chức lại cho ích rồi nếu tôi nói không thì ông và cả con gái của ông đừng hòng bước ra khỏi đây mà còn sống Lão Cường thoái vị Sao tổ chức lại cho AK Có giấy trắng mực đen hẳn hoi Muốn lấy lại Làm được như tôi năm xưa đi rồi tính Nhắc mới nhớ Ông không biết trong tay tôi đang giữ gì đâu Vi Long nhìn đàn em Hắn gật đầu Đi lấy máy tính bảng Đem tới rơi trước mặt thiên vũ Trong đó thiên sơn bị trói tay Đang bị rất nhiều thanh dao dài Hướng về phía của anh Vi Long khinh khỉnh nhìn thiên vũ Bây giờ ông giao ra bản khế ước hoặc con trai của ông xuống dưới hầu ông nội tôi. Bản khế ước đó tôi là người giữ. Minh An phía sau lên tiếng. Sau khi uống thuốc, Minh An phần nào đã thở được không còn đau đớn nữa. Cô ngồi thẳng dậy, đẩy Tuấn Nghiêm qua một bên, đi đến bên Thiên Vũ, nhìn ông đầy xúc động, khẽ khàng cất tiếng gọi. Ba! Thiên Vũ nhoẻn miệng cười, ông ôm chầm lấy con gái. Cứ tưởng ngày đó ông đã mất con thật rồi. Không ngờ sau 16 năm, hai cha con lại có thể đoàn tụ trong một hoàn cảnh đặc biệt thế này. Minh An tựa vào ngực cha, nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Nước mắt cô tuôn rơi từng giọt hạnh phúc. Nhịp tim của ba quen lắm, người sưởi ấm cô mỗi đêm từ lúc mới sinh ra kia mà. Thế mà cô quên hẳn đi, tệ thật. Năm xưa ông đã hy sinh cả mạng sống để bảo vệ cô. Bây giờ cô đã lớn, đến lượt cô bảo vệ lại ba và anh trai của mình. Minh an nhích nhẹ người ra ngước lên nhìn thiên vũ ba có phải người nắm giữ khế ước đó sẽ là người đứng đầu tổ chức miền ngoài bao gồm cả ích đúng vậy bà giao cho con mắt thiên vũ đậm ý cười ông đã hiểu con gái muốn gì rồi nên gật gù xoa xoa đầu của con đầy cưng chiều trả lời đúng vậy được Minh an lùi hẳn ra xa chỉ thẳng vào y lan tôi muốn cô ta Tuấn Nghiêm một lần nữa lên tiếng ngăn cản, không được. Bì lòng tất nhiên cũng không đồng ý. Hắn ta nhìn Minh An như thể đang xem chuyện cười, đi đến bên cô hất mặt nói. Em uống thuốc giải chứ có phê đá đâu mà nói chuyện ngáo thế hả? Khế ước quan trọng như vậy. Em nói em giữ là có thể ra lệnh cho ích, hài không vui tí nào hết. Minh An không thèm nói với Bì lòng, cô quay lại nhìn Thiên Vũ. Choàng tay cha mẹ nheo. Ba. Ừ, khi nãy ba nói có loại thuốc giúp con khôi phục trí nhớ. Đúng vậy, nhưng sức khỏe con còn yếu lắm. Sức khỏe yếu mình có thể từ từ khôi phục. Nếu hôm nay con không chỉ ra bản khế ước đó, e rằng anh em trong hội sẽ khó tránh thương vong. Với lại con gái của thiên vũ không yếu đuối thế đâu. Nếu không ba sẽ không giao tổ chức cho con. Vì lòng biết Minh An chính là con gái của thiên vũ, hắn vô tình phát hiện chính bé gái năm xưa do vết bớt hoa sen trên ngực của cô khi cô bị tạt nước, hắn mới nảy ra ý định chiếm lấy cô làm của riêng. Thiên Vũ già rồi, Thiên Sơn mất tích thì tất cả sẽ vào tay Minh An. Có được cô, hắn danh chính ngôn thuận lên cầm đầu tổ chức. Vì dù hiện tại hắn đang cầm đầu ít, nhưng hắn biết có rất nhiều anh em không phục, muốn quay về rừng xanh. Nếu hôm nay Minh An nhớ lại tổ chức sớm công sức của hắn đổ biển hay sao? Hắn gầm gừ. Các người đừng hỏng kéo dài thời gian. Thiên Vũ, một là ông giao ra khế ước, hai là con trai ông lên thiên đường. Hắn đưa máy tính bảng lên, Thiên Sơn trong clip bị đánh thừa sống thiếu chết. Cả người đầy máu, mặt mày bầm tím nhìn không ra hình dạng. Minh An giật thoát, hai tay cô nắm chặt lại. Đau thay cho anh của mình, Cô quay sang ba, một lần nữa xin ông cho cô thuốc. Bà, anh hai không thể chờ được. Được, nhưng con chỉ được uống ít một. Xem phản ứng ra sao mới dùng tiếp. Dạ. Thiền Vũ móc trong túi ra một ống chất lỏng không màu thơm mùi cỏ ginh cô trao cho Minh An. vì lòng điên tiết vì không ai xem trọng lời hắn nói. Hắn ra lệnh cho đàn em đánh thiên sơn trong clip nhiều hơn. Minh An đang nhấm nháp. Liếc thấy anh mình như vậy cô liều mạng uống một hơi cạn sạch. Cả Thiên Vũ và Tuấn Nghiêm đều chố mắt nhìn cô. Ông Đức Hưng tim đập thình thịch, đang chấp tay cầu nguyện cho Minh An tai qua nạn khỏi. Ống thuốc này Thiên Vũ chế dành cho Bi Long. Ông kết hợp với Tuấn Nghiêm bắt sống hắn, sau đó sẽ bơm chất thuốc này vào não của Bi Long. Kết hợp máy giò điện não đồ của Huyền Long truy ra tung tích của Thiên Sơn. So với cân nặng và thể trạng của Bi Long, chất thuốc rất đậm đặc. Không ngờ kế hoạch thay đổi Minh An là người uống khai thông mạch máu não So với thể trạng người lớn Có thể du di Nhưng cô mới vừa giải độc Chỉ sợ chịu không nổi Cả nhóm người cùng nín thở chờ đợi Minh An Minh An sau khi uống cạn hợp chất kia Cả người lập tức nóng gian Máu trong cơ thể luân chuyển nhanh hơn Trong từng mạch máu Nổi đỏ từng sợi gân đỏ lòm ra phía ngoài da Trông rất gây rợn Minh An ôm lấy phần đầu đau bút của mình Ngồi thụp xuống Nhắm mắt chịu trận Tuấn Nghiêm nhào tới ôm siết lấy cô trong vòng tay, năn nỉ cô. Minh An, em ói chất thuốc ra đi. Cơ thể em không chịu nổi đâu, bác Vũ cứu em ấy đi. Không kịp nữa rồi, chất thuốc đã ngấm vô máu, có ói cũng không giúp ích gì được. Con bé này sao lại khổ vậy hả? Minh An dáng sức đẩy Tuấn Nghiêm ra xa. Cô nghiêng ngả, gượng đứng lên, đau đớn nhìn Thiên Vũ và ông Đức Hưng, thốt lên những lời mềm yếu vô lực. Con đã mất chồng, mất con của con. Con không thể mất luôn anh hai Con nợ anh ấy rất nhiều Trước kia anh không biết con là ai Nhưng năm lần bảy lượt anh đều lao vào nguy hiểm cứu con Cứu ba Hưng Ơn đó con chưa trả Làm sao con có thể trơ mắt nhìn kẻ khác hành hạ anh đến chết cơ chứ Cô quắc mắt nhìn Tuấn Nghiêm Ánh nhìn bi thương thống hận Tuấn Nghiêm Vì chút tình cảm riêng của mình Anh giết con tôi Dung túng cho kẹo bông nhỏ của anh giết tôi Bỏ mặc sự sống chết của bạn bè Đẩy anh hai tôi vào đường chết mối thù này tôi nhất định tích thân đòi lại tôi đã tin tưởng anh trao cả cuộc đời cho anh muốn cùng anh xây dựng ngôi nhà và những đứa trẻ không cần biết anh là ai nhân viên tạp vụ thậm chí trai bao gì đó tôi cứ ngỡ đời mình là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình nhưng hóa ra tất cả đều là trò chơi trong lúc cao hứng của anh anh không cần con tôi sẽ mang con đi thật xa sống bình yên dạy dỗ nó nên người là được nhưng mà tôi nông cạn quá có người nói thẳng tôi ngu ngốc lửa tôi suốt 5 năm. Có người xem tôi như món đồ chơi, chơi chán rồi quăng cho người khác. Có loại người dù chỉ mới gặp mặt đã mạnh miệng vu khống tôi là tiểu tam, sức sược với ba tôi trước mặt tôi, mà tôi không thể làm gì họ. Nếu cuộc sống này thắng làm vua, thua thì làm giặc. Tôi phải thuận theo tự nhiên, không làm kẻ yếu nữa. Minh An nắm tay thành đấm, gồng mình chịu đựng cơn đau ngày một nhiều, tất cả gân máu đều lộ rõ dưới làn da của cô chẳng chịt. Sau một lúc mới từ từ lặn đi, cả hai bán cầu não hoạt động mạnh, toàn bộ ký ức tuổi thơ lần lượt tái hiện sinh động trong tâm trí của Minh An. Có một ngày sau khi tập bắn súng hơi, Thiên Vũ bồng con gái vào phòng, ông mở tủ âm, lấy ra một tờ A4 được ép nhựa cẩn thận, gấp gọn đưa cho Minh An căn dặn. Con gái giữ cho kỹ đây là sức mạnh sau này của con biết không sức mạnh ừ con không được nói cho mẹ nghe đây là bí mật của hai cha con mình thôi khi nào con lớn con mở ra xem con sẽ hiểu dạ vậy con sẽ cất thật kỹ không cho ai biết đâu cô bé tuột khỏi lòng ba chạy đi về phòng mình nhìn quanh quẩn tìm chỗ cất cô mở ngăn kéo bàn trang điểm quyết định cất vào cái bóp hình đám mây mà cô rất thích trong bóp có khẩu súng trong suốt mà ba làm riêng cho cô. Nó sẽ thay cô bảo vệ sức mạnh này. Minh An sực tỉnh, sờ lên chiếc bóp đựng súng cô lấy từ căn nhà cũ, lật đật mở ra, sâu dưới đáy của nó. Có một ngăn nhỏ mà nếu không để ý sẽ không thấy. Minh An cố mòi ra. Qua bao nhiêu năm, bàn tay cô lớn hơn, lấy ra có chút khó khăn. Phải mất một lúc cô mới moi ra được nguyên vẹn tờ khế ước. Minh An đưa lên cao, xoay một vòng cho mọi người xem. Bây giờ, ai là thủ lĩnh? Tất cả nhóm người của A và X nhìn nhau, đồng loạt nhìn về Minh An cung kính cúi chào hô lớn. Chào mừng tân thủ lĩnh mới. Minh An nhìn mọi người, cô nở nụ cười khinh bạc nhất trong cuộc đời mình, cười ra nước mắt bởi trái tim đau đớn. Cô nhìn thẳng Bi Long ra lệnh, "Mau thả Thiên Sơn ra." Bi Long nhếch môi X là một tổ chức riêng, không phụ thuộc ai cả. Dù em có được rừng xanh, cũng không liên quan đến X. Các anh em cũ của rừng xanh, lão đại đối với các anh có tệ không? Sao đem lòng tạo phản? Các anh sinh ra trong ánh mặt trời. Vì lý do gì phải sống chui rúc như loài chuột? Một tên trong nhóm X suy nghĩ, hắn tận mắt thấy thiên vũ yêu thương con gái như vậy. Đâu phải là một tên táng tận lương tâm. Ngược lại Bi Long thì, dù có là cháu nội của anh cường nhưng lại mang tâm độc ác hy sinh anh em vì tư thủ riêng không xứng làm thủ lĩnh hắn ta đứng ra tuyên bố anh em của tôi chúng ta xưa theo anh cường nay anh cường giao quyền lại cho lão đại đây chắc chắn đều đã suy nghĩ chín chắn năm đó tôi không theo vào nam nhưng có được nghe kể lại chính anh cường đã nói lão đại mới của chúng ta Đủ bản lĩnh để dẫn dắt chúng ta Chúng ta không thể mù quáng Để thằng nhóc này xỏ mũi tạo phản Ai có đủ tài Thì lên làm thủ lĩnh Đã đến lúc ít nên về lại rừng xanh Minh An cố gắng nhớ ra bản khế ước Đâu phải để đám người này nhận họ hàng Cô muốn cứu anh hai Và xử lý Y Lan Nghe họ làm nhảm thực sự đau đầu nhiều hơn Minh An lên tiếng Thôi chuyện nhận anh em họ hàng Của chú bác vui lòng để tính sau Bây giờ con muốn xử lý một người trước. Minh An vẫn còn rất đau đầu. Nhiều hình ảnh tiếp tục xuất hiện ngày một nhiều. Trong đó có cả Y Lan. Ngày đó Sơn Be sách cô đi vào nhà hoang. Nhờ mấy chiêu phòng thân mà Thiên Vũ dạy. Minh An trong tư thế nằm nghiêng đã thúc trỏ vào ngay hạ bộ của Sơn Ve. Chạy trốn vào một bụi cây. Nhưng nơi cô trốn có một bé gái khác chặt tuổi cô. Đang ngồi chơi gấu bông rất vui vẻ. Cứ tưởng bạn đó bị bắt giống mình Minh An còn nói lời động viên bạn Bạn đừng sợ Chúng ta sẽ mau thoát khỏi đây Ba mẹ tớ sắp đón mình đó Không ngờ cô bé kia không vui mừng Ngược lại còn cao mặt đứng phát dậy kêu lớn Ba ơi, nó ở đây nè Minh An trợn trừng mắt Cô tính bỏ chạy Thì bị Y Lan giữ lại không cho đi Một lúc sau Sơn Bè đã có mặt bắt Minh An Lần này hắn Bác cô bé lên vai đi thẳng vào trong nhà hoang. Đêm oan nghiệt đó, trong lúc cô la hét khản cổ, thì Y Lan bên ngoài cửa sổ nhìn vào rất thích thú. Cô ả à còn nhảy lên vỗ tay cổ vũ cho sơn bè. Nhớ tới nụ cười đó, Minh An chỉ muốn lao nhanh tới bóp cổ Y Lan, lột bộ mặt giả tạo kia xuống. Cô ôm lấy đầu của mình chậm chậm tiến đến chỗ Y Lan, thẳng tay tặng cho Y Lan hai bạt tay đau điếng đến nỗi bàn tay cô đỏ rộp lên vì phản lực. Y Lan trừng mắt nhìn Minh An để căm thù. Đúng ra lại như cô không nên tồn tại trên cõi đời mới phải. Tát chị thật đau tay. Mày có giỏi thì tao với mày solo, ỉ đông yếp cô. Hèn, mày muốn cầm đầu tổ chức, mày xứng sao? Được, tôi sẽ không yêu đuối để người khác xỏ mũi đâu. Tuấn Nghiêm nghe Minh An nhận lời thách đấu của Y Lan. Anh vừa lo cho cô, vừa lo cho đứa bé. Không biết cô có nhớ mình từng bị. Nếu chưa nhớ thì anh giải thích sao về cái thai của Y Lan. Vết thương cũ bị phanh phui. Minh An có chịu nổi hay không? Tuấn Nghiêm nhìn tới Y Lan lo lắng nhiều hơn. Chứ mới làm tổ hơn một tuần. Bây giờ cô ta động tay chân chắc chắn ít nhiều ảnh hưởng. Tuấn Nghiêm lên tiếng. Không được đụng tới Y Lan. Minh An, em đã có quyền lực trong tay. Em thắng rồi, chấp nhất chi cô ấy anh vẫn bênh vực cô ta anh có biết cạo bông nhỏ anh luôn tìm kiếm là anh biết anh biết hết nhưng sự thể gian nông nỗi này rồi cối mang thai là thật trẻ con vô tội minh an vậy con tôi có tội gì hả anh nhất quyết bảo vệ cô ta phải được minh an gật gật thò tay vào bóp móc súng tinh chế ra hướng thẳng tuấn nghiêm nổ súng trước sự ngỡ ngàng của bao người Minh An dường như biến thành một người khác. Ánh mắt man dại, nét mặt hở hững lạnh nhạt. Vậy thì anh đi trước đi, xuống mà bảo vệ cô ta. Minh An cất súng đi lại nhặt con dao còn vương máu của mình, tiến chậm chậm hướng về Y Lan. Cô cầm bàn tay Y Lan ngửa lên, chuẩn bị cứa xuống, thì Tuấn nghiêm một lần nữa lao tới ôm chậm Lê Minh An từ phía sau cản cô lại. Minh An hoàn toàn mất kiểm soát, Tiện tay cô rạch luôn vào tay anh một đường dài Chất độc lá ngón còn sót lại Nhanh chóng chạy khắp cơ thể của Tuấn Nghiêm Tay chân anh co lại đau đớn Anh ngã ra Nhìn chân chân lên trần nhà Miệng cứng đơ không thể nói chuyện Minh An xoay lại Muốn tặng anh thêm một dao trí mạng Thì bỗng từ đâu Một cây kim cúc vèo vèo xé gió bay tới Ghim vào tay cô làm rơi dao Minh An quay nhìn theo hướng kim Phát hiện Thiên Sơn đang đứng đó cánh tay đeo vòng vẫn đang đưa ngang về phía cô. Hoa sen nhỏ, em đang giết chồng và con ruột của em đó. Thiên Sơn chạy tới đỡ Tuấn Nghiêm, bắt mạch cổ cho anh. Anh cau mày lại, xoay qua nhìn Thiên Vũ. Ba còn thuốc giải không? Thiên Vũ thở hắt ra lắc đầu. Thuốc giải của Minh An là do ba đề phòng bất chắc, giải tất cả các loại độc và chỉ có một viên độc lá ngón này muốn giải triệt để vẫn là cần thời gian. Nhìn thời gian của Tuấn Nghiêm, e là không kịp. Minh An, tại sao em trở nên ác độc như vậy hả? Tuấn Nghiêm là chồng em kia mà. Thiên Sơn không được nói em như vậy, không ở trong chăn làm sao biết chăn có giận. Còn chỉ biết là dù có không đến được với nhau, thì xem như là người dưng, cớ sao lại tước đoạt mạng sống của Tuấn Nghiêm. Em chắc chắn không biết Tuấn Nghiêm vì em đã hy sinh những gì đúng không? Minh An, em tỉnh lại chưa? Hay cứ muốn để phần con lấn át phần người? Thiên Sơn, con đang nói gì vậy? Bà, Minh An giống bà bị tâm thần phân liệt. Sao? Năm đó, chính nó đã hành hạ Sơn Be sau đó giết hắn ta. Còn muốn giết luôn Tuấn Nghiêm, hại Tuấn Nghiêm bị bệnh bất lực suốt bao nhiêu năm. Tuấn Nghiêm vì để bảo vệ Minh An, đã tự nhận mình là hung thủ nhận luôn căn bệnh tâm thần phân liệt mà hắn không hề bị vì chỉ với thế lực của Trần Gia mới có khả năng xóa sạch dấu vết cho con trai lúc chúng con cứu Minh An từ ổ của Bi Long em ấy quá yếu mà không thể tìm ngay người có chỉ số phù hợp cấy ghép phôi Tuấn Nghiêm bất đắc dĩ bắt Y Lan mang thai hộ Minh An, em giết cô ta là chính tay em giết con ruột của mình đời này chỉ có mình Tuấn Nghiêm người duy nhất yêu em hơn sinh mệnh minh an thiện lương trước kia đâu hoa sen nhỏ đang ở đâu minh ăn sửng sốt từ đôi mắt mở lớn rơi ra rất nhiều giọt lệ cô ôm lấy đầu của mình lắc liên tục miệng không ngừng lẩm nhẩm hoa sen nhỏ của anh tuấn nghiêm không tôi thương anh ấy như vậy tại sao cô lại giết anh anh ấy thương hoa sen nhỏ tại sao mình ăn giết anh không không minh ăn nhào tới chỗ tuấn nghiêm nhìn miệng anh mếu máu. Anh Nghiêm tha lỗi cho em, anh Nghiêm. Tuấn Nghiêm không nói được, nhưng trong đáy mắt đậm ý cười, anh khẽ trước mắt ngầm đồng ý tha thứ cho cô. Minh an ỏa khóc ôm chầm lấy anh, gào lên thống thiết. Không. Trong đầu Minh An chợt lóe ra ý nghĩ gì đó, cô rút cây kim cúc đang ghim ở mu bàn tay mình, lật ngửa bàn tay lên, rạch mạnh một đường, đưa cổ tay lên miệng mút cho máu chảy ra, lè lưỡi liếm tất cả bột thuốc còn sót lại dính trên môi, hòa trong máu của mình. Sau đó cúi xuống hôn Tuấn Nghiêm, bóp miệng của anh, truyền tất cả máu và nước mắt vào trong khoang miệng của anh. Hành động của Minh An quá nhanh nên Thiên Sơn chỉ biết há hốc nhìn em gái. Thiên Vũ thì đã đoán ngay từ lúc con gái giải tay. Ông chỉ khẽ nhếch môi, ngồi sổ một chân bên con, cầm bàn tay bị rạch của Tuấn Nghiêm miết xuống cho máu độc chảy ngược ra ngoài. Tính thời gian chưa tới 5 phút, chất độc chưa chạy vào tim được. Cố gắng đẩy ra càng nhiều càng tốt. Bên kia thiên sơn thấy vậy hiểu ra, cũng phụ châm kim ở 10 đầu ngón tay, bên kia nhỏ độc ra ngoài. Mình ăn sau khi chuyển hết máu trong miệng, cô đưa cổ tay lên môi của Tuấn Nghiêm cho anh hút. Nhưng anh dù rất yếu cũng không muốn uống máu của người yêu, nên nghiêng mặt đi nơi khác. Minh An gấp rút đến nỗi quýnh quáng nói anh muốn em giết người em yêu chết đúng không được vậy thì em sẽ giết lại người anh thương giết hoa sen nhỏ của anh minh an liếc mắt nhìn tới cây dao tẩm độc lá ngón tuấn nghiêm hoảng hồn vội vàng mút máu từ cổ tay cô minh an nhẹn miệng cười hóa ra anh thương hoa sen nhỏ anh nghiêm hoa sen nhỏ cũng thương anh minh an nói được tới đây rồi gục xuống y lan nhân lúc mọi người không chú ý nhào tới đánh lén minh an rất may thiên sơn nhanh mắt đưa vòng tay lên bắn hai phát liên tiếp vào hai chân của y lan khiến cô ta khụy xuống mặt y lan đanh ác gào lên tuấn nghiêm tuấn nghiêm thiền vũ nhìn thiên sơn thiên sơn đi tới bên y lan bắp mặt cô ta nhét ngay chiếc giày búp bê của minh an vào miệng cô ta ồn ào quá ngay cả sách dép cho họ còn không xứng thổi cô ngậm đi cho đỡ thèm Thiên Sơn nhách môi quay lại bắt mạch cho Minh An. Không sao, em ấy kiệt sức với mất máu quá nhiều nên choáng thôi. Ừ, Minh An dù là ác hay thiện cũng là một đứa sáng dạ, luôn trong đường cùng tìm ra lối thoát. Tạm thời đưa Tuấn Nghiêm về AK, nhanh nhất trong 30 phút bà sẽ điều chế ra thuốc giải cho cả hai. Dạ, còn Bi Long và Y Lan. Y Lan giao cho Huyền Long, Bi Long chờ tân thủ lĩnh xử lý, việc cấp bách bây giờ là giải độc lá ngón. Còn mang em về AK trước đi. Tuấn Nghiêm không có nhiều thời gian đâu. Dạ. Thiên Vũ nhìn một lượt anh em của X từ tốn nhà tưởng chữ. Ai theo rừng xanh bây giờ có thể về nhà. Mỗi người sẽ được hỗ trợ tiền vé máy bay. Xe đưa về tận cửa. Ai theo X, kết quả kẻ phản bội thế nào chắc không cần Thiên Vũ tôi nói ra. Mọi người đồng loạt thở phào, Tất nhiên họ về phía rừng xanh Đâu ai muốn sống cuộc đời lang bản Chui rúc chứ Nên bây giờ đồng loạt theo phe AK Bi Long dù hậm hực Nhưng cũng không thể làm gì hơn Anh em hắn được về quê Riêng hắn bị bắt ở lại Chờ Minh An xử lý sau Thiên Vũ nhìn mọi người theo về phía mình Nhẹ mỉm cười Nói với dạ thần Còn xử lý dùm bác Bác đi điều chế thuốc giải Dạ con biết thưa chủ tịch Ừ Thiên Vũ nhanh chóng quay về trung tâm AK ở Đà Lạt, vào phòng hóa nghiệm điều chế thuốc giải. Ông phải chạy đua với thời gian, vì Tuấn Nghiêm uống rất ít thuốc giải, chỉ có thể cầm cự thêm 30 phút, mà Thiên Vũ từ lễ đường về đến phòng đã mất 15 phút. Bên ngoài phòng, cả đại gia đình Trần gia đều có mặt đông đủ, họ cũng hồi hộp ngóng trông, mong con cháu mình gặp được phước lành. Thiên Sơn nhìn mọi người lo lắng cho Tuấn Nghiêm như vậy, nhưng không ai trách mắng minh an nửa lời anh cảm thấy ái náy đi đến quỳ trước mặt bà phi yến tạ lỗi nội con thay mặt minh an xin lỗi nội xin lỗi trần gia bà phi yến nén tiếng thở dài đỡ thiên sơn đứng lên chẳng trách ngàn trách chỉ trách do nghiệt duyên số phận trêu ngươi minh an là đứa con nít dại khờ, nó quá yêu tuấn nghiêm cứ nghĩ tuấn nghiêm vì người khác giết con nó tất nhiên là hận. Yêu càng nhiều hận càng sâu. Tuấn Nghiêm nhà bà sống và nghĩ dùm người khác mới ra cớ sự. Đây vừa là yêu cũng là vừa khuyết điểm của nó. Không thể trách hoa sen nhỏ được. Thiền Sơn, cháu là bạn thân của Tuấn Nghiêm. Ba của cháu đang cứu nó. Người phải mang ơn là Trần ra nhà bà. Cháu đừng quỳ làm bà tổn thọ lắm. Nội, Minh An chính là em gái ruột thất lạc của con, tên Quý An. Sao? Năm đó ba của con lên bệnh viện Đà Lạt dự hội thảo. Minh ăn nặng nặng đòi theo rồi vô tình bị lạc. Bọn ít khi đó do Sơn Be cầm đầu. Bọn chúng biết tiền Thiên vũ có mặt ở Đà Lạt. Nên đem Tuấn Nghiêm nhốt ở Đà Lạt. Chúng nghĩ Tuấn Nghiêm bị hàn nhiệt giống bác khiêm. Nhốt ở đây sẽ khống chế được nghiêm tiện bề hành hạ. Ích cho người theo dõi dẫn dụ Minh An đi lạc tới nhà hoang Cho ba con đi tìm Mục đích cuối cùng gây hiểu lầm Trần Gia và A Ca. Tuấn Nghiêm thì hay rồi, dù bị trích ma túy vẫn gượng thả làm đau mình, chứ không xâm hại Minh An. Còn vì em ấy mà bị cắt gần tay. Tuấn Nghiêm không làm theo kế hoạch, nên Sơn Bè đã tự mình ra tay với Minh An. Hắn nhốt Tuấn Nghiêm vào lưu nước giữa trời giá rét, nên bạn ấy bị hàn nhiệt thâm nhập cơ thể. Thêm cảnh phải kiềm nén không hại kẹo bông nhỏ đã bị ám ảnh không cương lên được với bất cứ cô gái nào khác ngoài Minh An. Minh An giống ba con bị tâm thần phân liệt, khi em ấy phục phát sẽ không còn là chính mình nữa. Năm đó khi AK tìm tới nơi thì Minh An đã được đem đi, còn mỗi tuấn nghiêm nằm co do dưới sàn nhà, sơn bè không còn nhận ra nữa. Qua những vết thương trên người hắn, có thể xác định là thủ pháp của Minh An. Tuấn Nghiêm chỉ là người nhận thay. Minh An giỏi nhất là dùng dao Em đam mê làm bác sĩ phẫu thuật Nên bà còn đã cho mời bác sĩ ngoại khoa dạy riêng cho em Về những thuật học chuyên môn Khi Minh ăn lên sóng Song song với tiểu học Sơn bè khi đó ngoài hạ thân bị thương Do đạn của súng silicon chỉ có thể khống chế tạm thời Không gây sát thương Vết thương chí mạng chính là vết cứa ngay cổ Hai lỗ tai, lỗ mũi Và lưỡi sơn bè đều bị cắt Đặc biệt khóe miệng bị rạch tận mang tai Cuộc quý của hắn bị đứt lìa và băm nát không ra hình dạng. Không ai nghĩ một đứa bé 10 tuổi có thể làm những việc kinh dị như vậy. Chỉ có thể hiểu chính phần ác trong em đã trỗi dậy. Tuấn Nghiêm là người chứng kiến từ đầu nên... Nội hiểu rồi. Sao con biết Tuấn Nghiêm giả vờ vậy? Ngay cả nhà nội tới bây giờ không ai phát hiện ra. Ngay ở Sapa con đã tiêm thuốc cho Tuấn Nghiêm kích thích phần kia. Tuấn Nghiêm quá hiểu con cũng như con hiểu bạn ấy nên đã giả vờ. Giả quá đương nhiên lòi đuôi. Thuốc của AK có mạnh cỡ nào cũng cần ít nhất 15 phút mới ngấm. Đằng này chỉ mới 2 phút, ba của nội đã diễn y như thật. Đã vậy còn không diễn cho chót, nghen tuồng với bao đấy. Thế hả? Ôi cái thằng cháu của nội diễn dở vậy à? Thật mất mặt quá. Ba của nó diễn một lúc hai vai mà không ai phát hiện. Thế ra con dở hơn cha rồi, phải không Gia Minh? dạ bà Vi Yến gật gật dù lòng đau vẫn nén lại nói chuyện hài cho Thiên Sơn đỡ ái náy chỉ mong xăm xó qua đi thằng cháu của bà có thể tìm được hạnh phúc của nó dù sao cũng chỉ mỗi con bé có thể làm cho nó thành đàn ông còn gì có những nỗi đau phải xảy ra làm tiền đề cho sự tốt đẹp được diễn ra thay vì oán trách chỉ làm đau khổ cả hai nhà Bà chỉ mong hai đứa giải tỏa mọi hiểu lầm sống với nhau thôi. Bà vỗ vỗ vai Thiên Sơn. Đời này Tuấn Nghiêm có người bạn như cháu thật không uổng kiếp người. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào phần phước của nó thôi. À, Minh An, không phải Quý An sao rồi? Dạ, nội cứ gọi Minh An đi ạ. À. Em ấy đang nằm ở phòng chống độc chung với Tuấn Nghiêm lọc máu. Minh An nhờ uống thuốc của bà nên kịp thời khống chế độc. Không nguy hiểm nhiều như Tuấn Nghiêm ừ vậy cũng mừng cánh cửa phòng hóa nghiệm bật mở thiên vũ cầm ra hai lọ thủy tinh màu lam đưa cho thiên sơn căn dặn con tiêm trực tiếp vào tim của tuấn nghiêm tim là nơi bơm máu sẽ chuyển hóa thuốc giải nhanh hơn còn minh an tiêm vào tĩnh mạch của em dạ con đi liền đây ừ thiên sơn vừa quay đi thiên vũ mới thả lỏng ông đi ra ghế ngồi xoa xoa mi tâm bà phi yến đi đến ngồi bên cạnh thiên vũ nắm bàn tay lạnh ngắt của ông, cất lời ngẹn ngào. Cảm ơn cháu, quý khang, cực cho cháu rồi. Sao bác biết? Ánh mắt của một người mẹ sẽ không bao giờ nhìn nhầm, con cũng giống Gia Khiêm, Gia Minh nhà bác, bác sẽ không lầm. Thiên Vũ lạnh lùng quyết đoán, quý khang thông minh thâm tình, bác cảm ơn cả hai đứa đã hợp lực cứu Tuấn Nghiêm, cho bác gửi lời hỏi thăm Thiên An nhé. Hai mẹ con cuối cùng cũng tương phùng Chúc mừng gia đình cháu. Dạ, cháu cảm ơn bác, cháu sẽ truyền lời. Bác bác không trách Minh An. Tại sao lại trách Minh An cơ chứ? Minh An là hoa sen nhỏ, xinh đẹp thanh khiết, đâu phải quý an. Thiên Vũ nhìn bà Phi Yến, đáy mắt ông ánh lên vài tia phức tạp, nhưng cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đeo lại kính đứng lên. Thưa bác, con xin phép về nghỉ trước. Ừ bác cũng qua với tuấn nghiêm đây bà yến chậm chạp đứng lên ông gia minh và gia khiêm tới dìu mẹ mình qua phòng chống độc bỏ lại phía sau ánh nhìn đau đáu của thiên vũ minh an tỉnh lại lần nữa đã là hai ngày sau cô mở mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong cô lúc này chính là đi tìm tuấn nghiêm minh an ngồi bật dậy mở mền ra chạy khỏi phòng bệnh ra tới cửa phòng đã bị hai người áo đen chặn lại. Cô An muốn đi đâu? Tôi muốn đi tìm Tuấn nghiêm. Cô vào mang dép, chúng tôi đưa cô đi. Minh An quay vào trong xảo dép rồi quay ra. Hai người hộ vệ cung kính dẫn cô qua phòng chống độc để mình cô ở lại với Tuấn nghiêm. Họ rời đi ra ngoài báo với Thiền Vũ tổng giám đốc. Cô Minh An đã tới phòng của cậu Tuấn nghiêm. Ừ, cứ để em ấy ở đó quan sát từ xa là được. Dạ trong không gian mang sắc trắng buồn bã của căn phòng bệnh và âm thanh đều đều của các loại máy máy trợ thở máy lọc máu máy đo nhịp tim một mình tuấn nghiêm nằm trên giường yếu như đứa bé mới sinh ngay cả việc hít thở đơn giản anh cũng không thở nổi phải nhờ vào máy và người con gái anh mong đã tới thăm anh chỉ cách anh lớp kính cửa sổ phòng cách ly chống độc Minh An đứng đó, nhàn miệng cười trong nhạt nhòa nước mắt. Anh đẹp như vậy, hoàn mỹ như vậy, thay mà cô đã hại anh ra thành hình dạng thế này. Yếu ớt không sức sống, nhìn như một zombie. Minh An cứ nhìn và cười như thế, cho đến khi người bên trong đột nhiên mở mắt khiến cô giật thót. Tuấn Nghiêm dường như linh cảm được sự hiện diện của Minh An. Việc anh làm đầu tiên sau khi mở mắt là ngó ra cửa yếu ớt đưa bàn tay vẫn đang kẹp máy lên ngoác ngoác miệng cố gắng thều thào hoa sen nhỏ minh an đứng đó nhìn hình ảnh phản xạ qua tấm kính lòng cô càng đau hơn minh an ngồi thổ xuống phải bụng miệng mình để không bật ra tiếng khóc cô nhích từ từ trong tư thế ngồi đi ra ngoài không muốn để ai kia nhìn thấy ra được tới hành lang minh an chạy ào đi ra khuôn viên vắng người úp mặt vào hai bàn tay khóc rừng rức. Từ phía sau đột nhiên có một chiếc áo len tràng lên vai cô. Minh an ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. Trong cô là nỗi xúc động không nói nên lời. Đã bao lâu cô không gặp mẹ? Một năm mười năm hay hai mươi năm? Sao mẹ lại tiểu tụy thế này? Bà Minh Anh ngồi xuống bên cạnh, tròn tay qua vai cô vỗ về như thời bé. Giọng bà khản đặc hơn, và hít thở một lúc mới cất được tiếng nói. Tuấn nghiêm rồi sẽ khỏe thôi, con. À cháu đừng khóc, mắt sưng không đẹp đâu. Mẹ, Minh An đừng gọi mẹ. Cô sợ cô không cầm lòng được, cô sẽ ích kỷ bắt con làm của riêng. Mẹ, con đây mà, con mãi là Minh An của mẹ. Minh An, mẹ, mẹ xin lỗi con. Mẹ đã cướp con khỏi vòng tay của đấng sinh thành tận 16 năm trời. Chắc chắn mẹ ruột của con đau lòng hơn ta gấp bội. Mẹ, mẹ vẫn là mẹ của con. Bây giờ con có hai người mẹ yêu thương con. Con phải cảm ơn vì mẹ đã cho con cơ hội làm con của mẹ. Cảm ơn mẹ đã cứu con, cứu mang, dạy dỗ con nên người. Mình an của mẹ. Năm đó, con gái của mẹ đúng là bị bệnh. Nên bà Hưng mới bắt cóc Tuấn Nghiêm. Nhưng tiền chuộc chưa kịp lấy thì... Bà nín đi, bao nhiêu năm rồi nên để con ra đi thanh thản. Ông Đức Hưng lăn xe đi lại chỗ hai người. Ông khẽ thở dài, tự mình tháo kính chậm nước mắt, rồi đeo kính lại nhìn Minh An cất giọng nghẹn ngào. Con là Quý An, đó mới là thân phận và tên tuổi của con. Minh An của chúng ta xấu phận ngắn ngủi, đã đến lúc nên để con bé ra đi. Năm đó, Minh Anh một lần nữa bị sốc tâm lý khi tận mắt chứng kiến con gái mất trong tay mình. Bà ấy không tin vào sự thật nên chạy đi tìm con khắp nơi. Bà ấy hoàn toàn mất đi lý trí. Gặp đứa trẻ nào chạc tuổi con đều nhào tới ôm đòi dắt về. Cho tới hôm ấy, một đêm mưa gió gạo thét, bà ấy cõng về một đứa bé bầm dập vết thương, hối thúc bác sĩ cứu con. Sau khi cứu con qua cơn nguy kịch, bà ấy xem sợi dây chuyền con đeo biết con là con gái của chủ tịch thiên vũ đáng lý ra ba nên trả con về nhưng nhìn mẹ con săn sóc con cái cách bái cười khi ngắm con ngủ thật hạnh phúc ta lại không nỡ rồi ta chợt nghĩ chủ tịch thiên vũ còn có con trai chúng ta không còn ai cả có thể số phận đã cho minh anh cứu con bù đắp vào khoảng tình thương khiếm khuyết để tròn đầy một gia đình ta đảnh ích kỷ một lần duy nhất trong đời cho con sống trong thân phận của Minh An. Nhưng do Minh An chỉ mới 6 tuổi mà con đã 10 tuổi nên ta phải chuyển trường chuyển luôn chỗ ở. Viện lý do sợ con ám ảnh, ta mời bác sĩ tâm lý về dùng thuật thôi miên xóa ký ức cũ, tái tạo ký ức mới cho con. Tất nhiên hiểu biết của con gái thiên vũ không tầm thường. Một đứa 10 tuổi học chương trình thấp hơn 4 lớp, dù xóa ký ức nhưng những cái thuộc về tiềm thức bản năng thì không xóa được. Do đó con luôn đứng đầu lớp, hiểu biết nhiều hơn bạn học. Thỉnh thoảng con sơn hiện rất nhiều hành động lạ. Con đánh bạn nam cùng lớp rất hăng. Có lúc con đánh luôn chú bảo vệ trường chỉ vì người ta cười với con. Hỏi thì con chỉ nói con ghét đàn ông cười. Bà biết đó là bản năng. Rồi sẽ có một ngày con sẽ về với gia đình thật. Không nghĩ 16 năm thoáng chốc như một giấc mơ ba. Tuy con không phải con ruột của ba mẹ, nhưng con không mong gì hơn. Chỉ xin ba mẹ đừng rời bỏ con. Hãy ở bên con và thương con thêm lần nữa. Cả hai ông bà nhìn nhau, rồi ôm trầm Lê Minh An ỏa khóc như đứa trẻ. Minh An ôm lấy hai tấm thân giả nua, nước mắt cô tuôn rơi theo từng tiếng nấc nghẹn của ông Hưng và bà Minh Anh. Trái tim cô run lên vì đau đớn ba mẹ của cô tốt như thế thiện lương như vậy sao phải chịu nghiệt oan cay đắng hai lần đầu bạc tiễn đầu xanh yêu thương đã mong manh bị vỡ vụn ai không đau lòng phía đầu hành lang thiên an dựa vào ngực chồng dằn tiếng khóc cô nhận miệng cười trong nước mắt hạnh phúc con gái chúng ta lớn quá con xinh đẹp như một công chúa vậy là ước nguyện của em đã thành sự thật rồi em vui quá thiên an đừng khóc cho những gì đã qua, hãy mỉm cười với hạnh phúc đang diễn ra trước mắt. Ngày mai anh đi làm lại hộ khẩu, chính thức đón Quý An vào gia đình. Đừng ai, đừng làm xáo trộn cuộc sống của con bé. Dù tên Minh An hay Quý An, con bé vẫn là con gái của mình. Được nhìn thấy con của hiện tại xinh đẹp và hiền ngoan vậy là được rồi. Tên nào thì có quan trọng. Ừ, nghe vợ. Chúng ta về thôi đừng quấy dày khoảnh khắc sum họp một gia đình. Nhưng chẳng phải em tới gặp con sao lại về? Chúng ta có thêm một đứa con thủ thì còn nhiều thời gian yêu thương. Còn anh chị bên kia thì mất đi con gái, thời gian bên con đang rất ít. Tội gì dành một phút sum vầy cho mình để một gia đình bỏ lỡ nhau cả đời? Thiền vũ cúi nhìn vợ, đáy mắt nâu trầm đậm ý cười. Anh búng nhẹ mũi của vợ cất giọng cưng chiều. Nồi mãi bao nhiêu năm. Bây giờ mới thấy vợ của anh trưởng thành Thiên Vũ xoa xoa đầu Thiên An ôm cô rời đi Bên kia ba người một nhà khóc cho đã Bà Minh Anh đẩy ông Đức Hưng về phòng dưỡng sức Minh An viện lý do đi thăm ba mẹ ruột Ở lại chờ họ tới nên ông bà Minh Anh cũng không làm khó cô Tự họ đẩy xe lan đi trước Minh An thơ thẩn đi ra phía triển đồi Hòa vào đám cỏ cao tìm chút dư vị của ngày thơ bé trong ánh nắng vàng vọt bóng dáng cô nhỏ bé đơn độc đến nao lòng trần giang nghiêm thở dài đi đến sau lưng minh an sao em đứng đây em không đủ can đảm đối diện anh ấy minh an anh quen rất dũng cảm đó là chuyện của ngày xưa một đóa hoa giã cánh còn có thể kiêu ngạo ngẩng cao đầu không đó là những gì em nghĩ không phải anh bo nghĩ chính vì sợ ngày hôm nay nên anh ấy thà bị em tổn thương cũng giữ bí mật cho em. Bây giờ em như vậy thì sự hy sinh của anh ấy vô nghĩa hay sao? Minh An, anh Bo từng nói với chú ba rằng anh ấy sống cho hiện tại và tương lai. Quá khứ đã qua, không thuộc về chúng ta nữa. Giang Nghiêm nói thì dễ. Quá khứ vẫn luôn là một phần trong chuỗi sinh mệnh không thể phủ nhận. Càng không thể thay đổi hay xóa bỏ. Một đóa hồng kiêu xa dù mọc đầy gai nhọn để bảo vệ bản thân nhưng vẫn bị trà đạp dưới bùn tanh. Liệu còn có thể trở lại thành cành vàng cao quý nữa không? Minh An, em là hoa sen nhỏ. Minh An ngửa mặt lên trời nở nụ cười thơi lương. Nỗi bị thường lớn nhất của đời người không phải bạn đã trải qua những thăng trầm lớn đến đâu. Không phải bạn đã phải hứng chịu qua bao lời châm chọc mỉa mai. Càng không phải khi bạn chịu đựng sự phản bội tình yêu. Đau thương thật sự là khi xung quanh bạn vẫn tràn ngập tình yêu và tình thân. Nhưng bạn chỉ có thể dừng dưng chờ mắt ngó mà không thể tiếp nhận. Vì nội tâm của bạn trống rỗng, tinh thần của bạn hoàn toàn hoang vu đến nỗi không một loại cảm xúc nào có thể sinh sôi. Thời gian trôi qua, những chuyện cô nhớ được càng nhiều. Từ đêm mưa đó, từ khoảnh khắc Tuấn Nghiêm hét lên, mau chạy đi, thì liều thuốc của Thiên Vũ đã thực sự bôi trơn, mở ra hoàn toàn ký ức của cô từng cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra quay trở về cuộc sống của cô là năm cô lên 10. Nhưng ba mẹ cứ bảo cô mới 6 tuổi, bạn bè ai cũng nói cô già trước tuổi. Lúc đó cô chỉ cười, cố gắng dùng học lực để không bị chế giễu. Nhiều lần cô hỏi ba mẹ về hình ảnh lúc nhỏ của mình, ông bà đều thoái thác kêu bận quá quên chụp. Do cô bị bệnh nằm viện lâu nên đi học trễ, cô cũng từng tin có lẽ là vậy Nay thì cô hiểu rồi, ba mẹ không có thì lấy đâu mà chụp, đến khi cứu được cô, phần lớn thời gian cô đều nằm trong bệnh viện thì ai còn nghĩ đến việc chụp ảnh. Vết thương trong tim cô như bị ai xé rách, cơn đau nhanh chóng lan ra. Cô đã bình thản bao năm nay, thì ra tất cả những hồi ức đẹp kia đều là vay mượn, ngay cả ba mẹ cũng không phải của mình, cái duy nhất thuộc về cô chính là tấm thân này một đóa hồng phai đã xã cánh tàn tác. Giang nghiêm, thời gian này em muốn tĩnh tâm suy nghĩ, từ đến tìm em, thay em chăm sóc Tuấn Nghiêm thật tốt. Được. Minh An gật gù, quệt nước mắt rời đi. Phía sau hai người cận vệ nhanh chóng đuổi theo, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Trần Giang Nghiêm trầm ngâm, anh quyết định tới gặp Tuấn Nghiêm. Minh An về lại phòng của mình, leo lên giường nằm đó yên tĩnh với đôi mắt mở lớn, không biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy cô cứ nằm bất động hàng giờ như thế. Cận vệ báo lại cho Thiên Vũ, ông nhìn vợ mình, hai người cấp tốc đến bệnh viện, lần đầu tiên nhận lại con, Thiên An hồi hộp run run tiến đến bên giường cất giọng khẽ gọi, "Hoa sen nhỏ." Cái tên thân thuộc đến đau lòng, thì ra đây là biệt danh lúc nhỏ của cô số phận xui khiến sao tuấn nghiêm gọi ngay biệt danh này đúng là trêu ngươi mà thiên an ngồi bên giường nắm bàn tay gầy guộc xanh xao của con bao bọc trong tay mình con gái của mẹ có nhận ra mẹ không đôi mắt minh an đảo qua nhìn thiên an trong tim dâng lên một nỗi xúc động mang tên tình mẫu tử khóe mắt cũng vô thức chảy ra giọt lệ đau lòng cô yếu đuối đáng thương như một đứa trẻ gật đầu Thiên An dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc vẫn òa khóc. Cô nhào tới ôm chầm lấy con gái. Hoa sen nhỏ, cảm ơn con đã khỏe mạnh, cảm ơn con đã khôn lớn và cảm ơn con đã nhận ra mẹ. Hoa sen nhỏ của mẹ. Mẹ, con... Đừng nói gì cả, con mệt cứ nghỉ ngơi thôi. Mọi việc đều sẽ theo ý của con. Con muốn gọi ai là ba mẹ cũng được, ở đâu cũng được, tên gì cũng được, miễn con cảm thấy vui con, con cảm ơn mẹ, cảm ơn ba. Thiền Vũ nãy giờ vẫn đứng quan sát con gái. Ông biết cái gai trong lòng Minh An đang bén dễ ăn lần mòn con bé không cách nào nhổ ra. Minh An vừa giống tính quyết đoán của ông, cộng thêm tính cổ hữu của mẹ, nên vết thương quá khứ sẽ càng nặng nề. Bây giờ chỉ có thể hy vọng vào mình Tuấn Nghiêm, có thể xoa dịu giúp con bé của ông mà thôi thiên vũ nghe con nhắc tới mình khóe môi cũng nhếch lên nở nụ cười hài lòng ừ con gái ngoan của ba mẹ con nói đúng tất cả sẽ nghe con miễn con bình an con gái của thiên vũ này rất mạnh mẽ chắc chắn sẽ đủ chín chắn để giải quyết thấu đáo mọi vấn đề con sống cho ba mẹ và những người yêu thương con những ai không yêu thương con thì không đáng để con bận tâm hiểu không con bé mới tỉnh đó ba Thiên An lên tiếng Ừ anh quên Em với con nói chuyện đi Anh ra ngoài xử lý công chuyện chút anh vô Minh An nhìn thấy Thiên Vũ đi khuất Mới lặng lẽ siết lấy bàn tay của Thiên An Áp lên gò má của mình Nhoẻn miệng cười Thiên An yêu chiều nhìn con Vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán con Nở nụ cười rạng rỡ Cười ra nước mắt Con muốn ăn gì không Mẹ nấu cho con ăn con muốn mẹ du con ngủ như hồi xưa. Được. Thiên An vuốt ve mái tóc của con, vỗ nhẹ nhẹ vào bàn tay Minh An, bắt đầu cất tiếng hát. Ngủ đi con, con của mẹ. Bàn tay bé, mẹ không buông. Ngủ đi con, con của mẹ. Nụ hôn khẽ, đầy yêu thương. Để đêm cứ trôi, để mưa cứ rơi, để gió cứ thổi, để lá cứ bay. Ngày mai sẽ qua rồi mưa sẽ hết, mặt trời sẽ lên, mẹ vẫn bên con. Ngủ đi con, không có gì phải sợ hãi, phải âu lo. Ngủ đi con, đã có mẹ, mẹ yêu con, mẹ yêu con. Lời ru của Thiên An dịu dàng ngọt ngào yêu thương đã thành công đưa Minh An vào giấc mơ đẹp. Cô nhìn thấy mình đang cười đùa vui vẻ bên triển đồi cỏ hồng trong căn biệt thự mang tên An Khang. Phía sau là Thiên Sơn đang đuổi theo bắt cô lại củ lét, cho cô nụ cười giòn tan trong nắng. Xa xa là Thiên Vũ và Thiên An, hai người đang đứng tựa vào nhau, nhìn ngắm cô và anh hai chơi đùa. Cô nhìn ba mẹ hạnh phúc thét gọi. Mẹ ơi cứu con, ba ơi anh hai củ lét con. Còn ba mẹ chỉ đứng đó mỉm cười nhìn hai con, trong mắt họ chỉ niềm vui nho nhỏ gói gọn trong hai từ yêu thương một tháng trôi qua minh an càng ngày yên lặng nhiệm vụ của cô là mỗi ngày lén qua phòng của tuấn nghiêm nhìn ngắm anh khỏe hơn từng ngày nhưng tuyệt nhiên cô vẫn không chịu đối diện trực tiếp với tuấn nghiêm ông bà đức hưng đã về lại thành phố trần gia và thiên vũ cũng không nói gì nhiều với nhau chuyện nhà ai tự giải quyết bỗng nhiên có một ngày minh an vào phòng làm việc của thiên vũ cô ngồi ghế đối diện ông đưa ra một yêu cầu xử lý bi long. Thiền Vũ nhìn con gái, ánh mắt con rất quật cường, nét mặt hờ hững lạnh nhạt không rõ tâm tư rất giống ông. Nhưng càng là như vậy, ông càng lo lắng nhiều hơn. Ông ngồi tựa ra ghế, suy nghĩ một lúc. Được, dù sao thì cũng nên giải quyết càng nhanh càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Còn có một điều kiện. Cha con với nhau không cần ra điều kiện với ba đâu. Con muốn xử lý hắn, nếu phần kia có bộc phát thì ba cũng không được ngăn cản. Mà ba phải quay phim lại để khi con bình tĩnh đưa cho con đoạn clip đó. Thật ra con chỉ muốn xem con ác cỡ nào thôi. Xem con giống ba Vũ hay ba Khang nhiều hơn. Mình ăn thấy không khí căng thẳng nên cố tình biến tấu để đánh lạc hướng ba mình. Nhưng chứng làm sao khôn hơn vịt. Thiên Vũ đã đoán biết trước. Thôi thì con có lòng thì ba cũng chiều theo vậy. Ông ngửa cổ cười lớn. Con giống bà, người đang ở trước mặt con. từng cố phân định hai người khi chúng ta đã là một. Mẹ biết mẹ la đó. Đây là bí mật của hai cha con mình. Được rồi, vô chuyện chính đi theo bà. Thiền Vũ cầm chìa khóa xa hơi chở Minh An tới khu nhà biệt lập ở vùng ven Đà Lạt. Nơi đây xây toàn biệt thự giống nhau, chưa có số nhà. Lơ ngơ vào đây bị lạc chắc luôn. Chạy vòng vèo một hồi, chiếc Camry đậu ngay trước một căn nhà nhìn cứ tưởng không ai ở nhưng khi cánh cổng mở tự động ra thiên vũ chạy xe vào minh an mới choáng bên trong có rất nhiều người mặc đồ đen đang cung kính chào thiên vũ và cô thiên vũ và minh an xuống xe liền được dạ thần đón trực tiếp dẫn hai người đến phòng giam bi long hắn thì sướng rồi trong lúc chờ minh an xử tội được a ca nuôi trắng da mập mạp mới một tháng mà hắn sổ tướng như một ông già giống hệt sơn be cánh cửa vừa mở, Minh An nhìn dáng người của Bi Long đã khó giữ được bình tĩnh. Sơn bè như âm hồn bất tán đang hiện về trước mắt cô. Hai tay Minh An nắm chặt lại, móng tay đâm vào thịt sâu hắm giúp cô giữ bình tĩnh hơn. Minh An ngồi xuống chiếc ghế chuẩn bị sẵn, cách Bi Long một lớp kính cường lực. Bi Long bị nhốt trong lồng bằng kính. Nếu hắn dở trò, lập tức khí độc sẽ xông vào. Tất nhiên hắn sẽ ra đi không kịp chăn chối, Minh An nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt trở nên hoang dại. Nói anh là ai? Anh là Bi Long, lão đại của X. Em hết cách làm quen rồi hả? Mấy trò này chán lắm. Tôi hỏi anh là con của ai? Ba anh tên gì? Thế muốn cầu hôn hay sao mà hỏi ra phả nhà anh thế? Anh nói ra sợ em nhớ lại cảm giác sung sướng năm đó. Rồi kêu anh làm y như ba anh là không được. Nghe tê đây, hai bán cẩu não Minh An hoạt động mạnh hơn rất nhiều hình ảnh nhảy múa trong đầu gương mặt nham nhở đó bộ phận gớm ghiếc giữa hai chân hắn đã xé rách cơ thể của cô nụ cười thỏa mãn của hắn thật kinh tởm hai bàn tay Minh An siết hơn gương mặt cô từ đỏ chuyển dần sang xanh rồi trắng Minh An ngồi thẳng người bắt chéo chân nhìn ba mình con được toàn quyền xử lý phải không ba đúng vậy được con muốn mang Y Lan tới đây Y Lan, con bé đó đang mang thai con của con Minh An con biết nhưng hai cha con ta đã thỏa thuận ba nhớ không y lan đang ở huyền long không thuộc quyền hạn của a ca con là vợ hợp pháp của tuấn nghiêm chủ thượng của huyền long Con muốn thăm bé con của con cũng không được sao thiên vũ không còn lý do phản đối ông đành xuôi theo minh an ra lệnh cho dạ thần cháu qua huyền long đem y lan về đây theo ý phu nhân của chủ thượng dạ khoản đã trước khi đi anh cho người tiêm vào hắn một liều thuốc mang thương hiệu ak ý cô chủ là thuốc kích dục liều mạnh nhất cần tôi nói lại lần hai à không cần tôi làm ngay thưa cô chủ bà không quay phim lại sao ba không cần nơi đây có camera con muốn xem lại lúc nào cũng được đúng là trường giang sóng sau sô sóng trước bản thân khang vũ chứng kiến mặt ác của minh an cũng sợ gai ốc đủ hiểu khi ở nhân cách của thiên vũ khi còn trẻ ông tàn khốc cỡ nào một lúc sau, xạ thần và hai người mặc đồ đen đi vào. Họ kèm chặt bi long chuẩn bị cho dạ thần tiêm thuốc, thì Minh An lên tiếng. Dừng lại hai phút, tôi muốn anh dùng dao găm cắt gần tay của hắn. May sống vết cắt rồi tiêm thuốc vào chính chỗ vừa cắt đó. Xạ thần hơi sửng sốt nhìn thiên vũ. Ông gật đầu rồi anh mới dám hành động. Bên ngoài thêm một người áo đen đi vào đưa cho dạ thần con dao găm. Anh nhận lấy ngửa cổ tay bi long lên chuẩn bị cắt Thì Minh An tiếp tục đưa ra ý kiến Anh phải cắt thật chậm Tay cắt mắt nhìn hắn Miệng cười thật thỏa mãn Lần này không chỉ bi long run rẩy Mà ngay cả dạ thần cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh Nhưng lệnh của cô chủ thì phải làm thôi Dạ thần nắm cổ tay bi long ngửa lên Theo quán tính cứa mạnh xuống nhanh gọn lẹ Thì bên ngoài Minh An liền chạch lưỡi nhắc nhở anh Thật chậm và cười Xạ thần hít thở, giảm lực đạo ở tay, rồi bắt đầu rạch nhiều đường trên tay Bi Long. Miệng thì trành ra giả cười như một cái máy. Bi Long gầm gừ đau đớn, mặt hắn tái nhợt cố chịu đựng không là hét. Nhưng vết cứa mãi một chỗ vô tận xương thì ai chịu thấu. Máu chảy ra đỏ cả một ô gạch. Bi Long mắt long sòng sọc bắt đầu rú lên. Bên ngoài, Minh An tựa vào ghế. Cô đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn đầu rồng, mà Tuấn Nghiêm tặng hôn cầu hôn cô. Nét mặt cô cũng thỏa mãn khi chứng kiến Bi Long bị tra tấn. Hắn hét lên, Minh An chẳng những không giật mình. Cô chỉ xoa xoa mi tâm, cất giọng dịu dàng ra lệnh. Ồ nào quá, tôi đau đầu, miệng hắn rộng như vậy. Nhét hai đôi vớ vào chắc đủ. Tên áo đen hiểu ý, cởi dày cởi vớ, một chiếc cuộn tròn nhét vô miệng Bi Long, một chiếc cột ngang miệng giữa hai môi của hắn. Tay Bi Long đang bị may sống, mũi hắn ngửi mùi thơm nức, miệng muốn ói phải nuốt ngược trở vào, họng muốn la chỉ có thể ư ử. Mắt hắn trợn trừng, tay chân hắn giãy giụa, nước mắt chảy ra ngày một nhiều, mặt nhăn lại đỏ ké đầy đau khổ. Hắn khuỵ xuống nhìn Minh An căm thù, người gục gặc giật giật khi mũi kim xuyên qua da thịt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Yêu anh nếu em dám của tác giả Trái tim pha lê Để có thể đón nghe tập 9 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo Cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé Cảm ơn các bạn Xin chào và hẹn gặp lại